quý vị và các bạn, một nụ cười đẹp chắc chắn sẽ giúp quý vị và các bạn tự tin trong giao tiếp. Muốn có được điều này thì quý vị và các bạn phải có một hàm răng chắc khỏe, trắng sáng và còn phải đều nữa thưa quý vị. Và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu về những phương pháp chỉnh nha qua phần trao đổi với bác sĩ nha khoa Lê Viết Thảo Linh quý vị nhé. Vâng, xin chào bác sĩ. Xin chào Xuân Long, xin chào quý vị và các bạn. Đầu tiên thì bác sĩ có thể cho quý vị khán giả được biết khái niệm về chỉnh nha cũng như là những trường hợp nào thì chúng ta nên chỉnh nha. Hôm nay tôi rất là vui được chia sẻ với quý vị và các bạn về một cái vấn đề cũng vừa quen mà vừa lạ, đó là vấn đề chỉnh nha. Thì chỉnh nha hay thường gọi là niềng răng, nhưng mà bên từ ngữ chuyên môn thì gọi là chỉnh hình răng mặt, thì là một cái chuyên ngành của nha khoa dùng để chẩn đoán và điều trị những cái sai hình về răng và xương, để giúp cho răng và xương di chuyển dưới tác động của những cái khí cụ, có thể là khí cụ tháo lắp hoặc là khí cụ gắn trực tiếp trên răng, nhằm đem tới một cái nụ cười thẩm mỹ và hoàn hảo. Như Xuân Long thấy có những người có cái hàm rất là hô hoặc là rất là mó, cái hàm dưới đưa ra rất là nhiều, thì trong cái trường hợp đó thì đôi khi ngoài cái chuyện là mình gắn bắt cài trên răng thì mình phải có can thiệp phẫu thuật. Quy trình của một lần chỉnh nha như thế nào thưa bác sĩ? Đầu tiên thì chúng ta cần có những cái ghi nhận trước điều trị thông qua cái việc khám lâm sàng, lập bệnh án, lấy mẫu nghiên cứu, lấy hình ảnh khuôn mặt và chụp phim X-quang. Từ những cái thông tin này thì nha sĩ sẽ đưa ra kế hoạch điều trị cụ thể cho từng bệnh nhân. Cái kế hoạch cụ thể này sẽ được đưa ra cho bệnh nhân và cái khí cụ chữa trị đặc biệt sẽ được sử dụng cho từng bệnh nhân. Ví dụ như là có những cái khí cụ tháo lắp hoặc là những cái khí cụ cố định như là mắc cài gắn cố định trên răng. Từ khi mà khí cụ được đưa vào trong răng bệnh nhân thì gọi là giai đoạn hoạt động. Những khí cụ này sẽ được điều chỉnh đều đặn sau mỗi lần hẹn và để cho cái hàm răng nó di chuyển đúng và có hiệu quả. Sau khi cái giai đoạn hoạt động nó hoàn thành rồi thì sẽ tới cái giai đoạn duy trì. Thì sau đó bệnh nhân thì cần mang những cái bộ khí cụ tháo lắp để duy trì được cái răng ở vị trí mới một thời gian. Đối với những trường hợp răng hoặc là cái xương hàm nó lệch lạc quá nhiều thì bắt buộc là mình phải có can thiệp phẫu thuật. Thưa bác sĩ, hiện nay thì chúng ta đang có những phương pháp chỉnh nha nào ạ? Thì đối với chỉnh nha hiện tại thì người ta phân làm hai lớp loại chỉnh nha, là chỉnh nha phòng ngừa dành cho trẻ em và chỉnh nha can thiệp dành cho người lớn. Thì khi mà chỉnh nha can thiệp thì có các cái loại mắc cài sẽ gắn trực tiếp trên răng, thì có mắc cài gắn mặt ngoài như mình vẫn thường thấy, mắc cài mặt lưỡi, và có một cái loại mắc cài nữa là mắc cài Invisalign, là cái loại bán trong, bạn có thể đeo như Xuân Long có thể đeo trực tiếp đi làm, tới giờ ăn mình tháo ra rồi cái máng đó sẽ được thay theo từng tháng theo cái chỉ định của bác sĩ. Thực sự mà nói thì là cái sự hợp tác của bệnh nhân đóng góp 50% vào cái hiệu quả của cái quá trình điều trị. Bởi vì sao? Để hoàn thành một cái kế hoạch điều trị thì trước tiên là bệnh nhân phải hợp tác trong cái việc là mang những cái khí cụ trong miệng theo đúng cái chỉ định của bác sĩ. Thứ hai là phải đến thăm khám đúng theo cái lịch hẹn. Cái thứ ba là cái việc giữ vệ sinh răng miệng là cái việc quan trọng nhất để xét đánh giá được cái thành công. Và hiện nay để giúp cho cái việc thành công của một cái ca chỉnh nha thì ở đây bệnh nhân có thể cung cấp một cái tài khoản, có thể truy cập vào cái website của mình để tìm hiểu những cái thông tin và cái quá trình thay đổi tiến triển của cái quá trình chỉnh nha. Thì thật ra tôi nghĩ đã đến lúc là bệnh nhân được quyền biết cái mức độ thành công của cái ca chỉnh nha hoặc là một cái ca điều trị bất kỳ của mình, và chính cái điều đó giúp cho bác sĩ tụi mình cố gắng rất là nhiều để trau dồi hơn nữa, để càng ngày càng làm tốt hơn. Vâng, xin cảm ơn phần tư vấn vừa rồi của bác sĩ nha khoa Lê Viết Thảo Linh. Chúng tôi hy vọng những thông tin bổ ích vừa rồi sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về những phương pháp chỉnh nha, cũng như sẽ giúp quý vị và các bạn có được một nụ cười đẹp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin mời Minh Thư và Thanh Uy tiếp tục chương trình. Vâng, nhân đây thì cô Ngọc Vân có thể hướng dẫn Xuân Long cách chơi bộ môn này được không ạ? Dạ. Mục đích mà thắng đó là cái trái banh này mình sẽ đánh từ cái chỗ xuất phát đầu tiên.